hello everyone nice to meet you again nice to meet you everyone nice to meet you all nice to meet you hello hello, you. hello, nice you. hello oh, my Okay, how are you today how are you today can you let me know in the comments please how are you today how are you today how are you, how are you? I'm great. great i'm great That's great great, That's great. That's great. i can't expect anything else more thank you so much very good. You're great, right? Nice to hear that. Okay. Wow, really good. And you, I'm very good. Uh Bao An. Okay. Bao Nhi. Hello, Diệu Anh. Hello, Trương Sơn. Hello, hello, hello. An Phúc, Aliza. and uh, uh, okay. Uh, Diệu Anh, Ngọc Hưng. Hello, everyone. Hello, hello, hello. Okay. Nice to meet you. And I am very sorry for my two minutes late for the class. I am terribly sorry for that. And uh, in today's lesson, we have a grammar session called. future implications. <laughs> What's that? <laughs> Trời nãy giờ sổ tràn luôn không biết nói gì luôn. Bí à. hôm nay các con như thế nào? Hôm nay các con cảm thấy như thế nào? Rồi hello Gia Hưng, hello Mai Phương, hello Hải Nam. Rồi thôi. Rồi mình hello tất cả mọi người nha, mình tổng chào nhau nha. Hello rồi, hello Ngọc Lân. Rồi hello tất cả mọi người nha. chương thôi mình hello hả? Rồi cho tới hết giờ luôn mình vẫn chưa có học nữa đó. <laughs> rồi mấy con ơi hôm nay là bài thứ bảy rồi con. Nè, bài thứ bảy của tháng cho thầy hỏi miếng là có bạn nào mới vô bữa lớp bữa đầu tiên không? Có ai không? Có ai mới vô lớp bữa đầu tiên comment chữ 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 mi cho thầy coi nào. Nữa cũng lại mấy đứa Phúc ở gì Phúc Thịnh Minh Hà à, Phúc à, gì Hữu Phúc hả? Ủa Minh Hà nay con tin con tin là Hô Minh Hà hả? Bình thường thầy nhớ là có bạn tên Hồ đúng không? Hồ Minh Hà đúng không? Hôm nay tự nhiên thành Hô Minh Hà. À vậy là con là người mới tại con khác họ phải không? Phải không vậy? Rồi hello Mai Phương, hello Bảo Nhi, hello uh... à, ủa Sao toàn những người cũ comment không gì trời. Có ai mới thì không nè. Có ai học bữa đầu tiên thì em thầy hỏi thiệt á. Tiến Huy lâu quá không thấy nè Tiến Huy bữa giờ lặn đâu. Rồi Ngọc Khánh, Phương Anh, An Phúc Phúc Khang, Bảo Thắng, Trọng điện Hoàng Anh, OK cũng được. Ngọc Lân này cũng hay cũng hay uh... gọi là ẩn danh lắm nè phải không? Vinh uh, danh, uh, Minh. <laughs> rồi thôi nói chung là phần lớn phải không à có tiến huy vẫn đi học phải không Vậy mà thầy không thấy đắc tội với tiến huy quá tiến huy phải tích cực uh, uh, ngôi lên cho thầy thấy nhiều nha con rồi cảm ơn à trần đình huy hoàng có vẻ mới nè chưa bao giờ thấy uh, tên của trần đình huy hoàng gia đình thầy, thầy xích uh, mạng phép là tin bạn trần đình huy hoàng là bạn mới nha rồi huy hoàng thầy nói nghe nè ngày hôm nay sẽ là một buổi học uh, hơi nâng cao một chút có biết sao hôm tại gần cuối tháng rồi bữa nay là ngày 22 tháng 8 rồi còn bữa sau nữa là mình kiểm tra rồi đó cho nên là Trần Đình Huy Hoàng nhớ dùm thầy hôm nay học được nhiêu hay nhiều ha góp nhận được bao nhiêu hay bao nhiêu đầu tháng 9 mình sẽ học lại được không con à Tiến Huy comment chào ok con Tiến Huy ok được không Đồn Huy Hoàng thầy nói gì được không con Trần Đình Huy Hoàng được chưa à, hôm nay nói chung là con con coi coi các bạn sẽ sẽ như thế nào ha sẽ 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 gọi là sẽ 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 lầy lội như thế nào để con biết để mốt con hòa nhập với các bạn là được rồi thu hà khi nào học đ... bị động từ từ sẽ tới con yên tâm rồi ngọc minh rồi hello đỗ trần ngọc minh thầy thấy rồi yes đỗ trần ngọc minh có vẻ mới nè hôm nay là huy hoàng với ngọc minh không còn ai nữa không hỏi thiệt đó nè những bạn nào mới đâu comment lên ngói lên cho thầy coi Trời ơi mấy cái đứa cũ này đừng có gây rối nữa coi Mình không phải người mới thì mình đừng có cưa sừng làm nghé nào để thầy hỏi các bạn nào Rồi ok, vậy là chỉ có Ngọc Minh với lại Minh à, với lại Huy Hoàng thôi phải không? Ok, thank you Rồi bạn Ngọc Minh với Minh Hoàng mà à, Huy Hoàng mà hôm nay không không hiểu thì nhớ nói cho thầy biết Nhưng mà nói gì nói chứ cái con nhìn đây Đây là lớp nâng cao Cho dù là mới hay cũ thì cái lớp này bản chất của nó là lớp khó. Nếu mà các con muốn dễ hơn, chậm hơn, ít hơn thì mình vô lớp lúc mấy giờ ta mở micro nói thầy nghe coi. Lớp mấy giờ? mươi giờ không? Mấy giờ. giờ... giờ? Rồi, 20 giờ không, không phút đúng không? À, thứ ba thứ năm hàng tuần thì vô đó sẽ học chậm lại. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi luyện tập còn liên quan đến gọi là Future Implications. Future là gì? Bạn nào nhắc dùm thầy cái coi. Future là gì? Quá khứ hả? Lại, à, tương lai. tương lai. Tương lai. Tương lai. lai. Thế còn implication thì Bạn nào biết chữ này khó quá nè. Implications. Ai biết đây là gì? Coi ai biết không? Ai biết? Um, ai biết dạ Hả? Sao, là sao Cái tài khoản. Cái Cái tài khoản. Cái tài khoản. Cái tài khoản. Sau hiện tại được sau hiện tại phải không không phải hiện tại đâu có ai biết không comment cho thầy coi nào hiện tại thì tất cả các con đang bình luận một cách riêng tư <laughs> chưa các con không có thấy của nhau đâu chỉ có thầy mới thấy của các con thôi vậy thì một lần nữa xin hỏi nha bạn nào mới vô lớp một lần đầu tiên comment cho thầy biết được không bạn nào mới gặp thầy lần đầu tiên comment cho thầy biết được không ngoài bạn huy hoàng với lại bạn ngọc minh đúng không còn ai nữa không nữa mấy cái đứa này Thiệt luôn À Dương Hà Mai Phương Minh Cường ừ. Bảo Trang mà mới gì con Trời ơi Bảo Trang con cụ rít Thôi này thầy nói nè Implications có nghĩa là Hàm ý Hàm ý có nghĩa là Nó không có thể hiện ra rõ Mà Nó ẩn vô Vậy thì bây giờ thầy hỏi mấy con để tụi con bình luận công khai cho thầy này câu này dễ nè để coi bạn nào bình luận trước nha khi mà mình muốn muốn nói chữ sẽ trong tương lai đó con mình dùng chữ gì hai ba cho thầy biết sẽ là gì quá trời minh đạt lẹ quá hữu phúc ngọc hân minh hoàng huy hoàng à minh hoàng là người mới đó. minh ngọc nữa nè đó mấy bạn mới mình ta comment coi nhanh không còn những bạn cũ sao không có comment nhanh gì trơn vậy Ngọc Minh à uh, yes yeah my right. là will đúng rồi con. Will là sẽ ai cũng biết đúng không? Nhắc tới cái thì tương lai là ai cũng nghĩ tới chữ will đúng không con? Rồi thầy hỏi thêm câu nữa. Ngoài chữ will ra còn một chữ nữa cũng hay gặp lắm là bi, gì trời ơi tâm an quá lẹ luôn phúc khang quá trời. Được đó. À Huy Hoàng có dùng chữ may cũng đúng nha nhưng mà um chữ may cũng đúng nhưng mà nó không có rõ ý thì hỏi là chữ be going to đó à, hải lâm có chữ shall cũng đúng luôn nè ha chữ will với chữ shall là giống nhau con nó khác về chủ ngữ thôi con chữ will là dùng cho tất cả mọi chủ ngữ còn từ shall là chỉ dùng cho i và we thôi nhưng mà các con ghi be going to vậy là thầy rất là chịu cái đó là nó thể hiện tương lai đó con đúng rồi là sẽ đúng không bị going to. Rồi nhưng mà con biết đó, ở trong tiếng Việt cũng vậy đúng không con? Cứ đâu phải là cứ hệ tương lai là sẽ đâu phải không? Bây giờ thầy hỏi tụi con về mặt tiếng Việt nè để coi bạn nào là người Việt Nam chính gốc còn bạn nào là người Việt lai nè nha. Thầy hỏi mấy con để nói về tương lai chúng ta có những cái từ nào? Chẳng hạn thầy có từ sẽ rồi đâu tụi con ghi cho thầy coi. Từ nào nữa? gì vậy dạ? tôi hỏi tiếng việt mà mấy đứa tiếng việt tiếng việt tôi hỏi tiếng việt từ sẽ ờ gì nữa ngày mai hả rồi cũng được sau này tháng tới ờ định ấy phúc khang có cái chữ định thầy thích nè tụi con nói ngày mai tháng tới sau này ok đó là những trạng từ chỉ tương lai giỏi nhưng mà khi mà thầy hỏi là hỏi về động từ đó, đó chữ sẽ là đi với động từ đúng chưa rồi vậy thì còn có chữ định nữa à, khi mình nói mình định cái gì đó là làm sao là mình làm chưa làm chưa mấy con chưa làm tôi định tức là tôi chưa có làm rõ ràng đó là cái chuyện về tương lai chứ còn gì nữa phải không nè không rồi vậy thì thầy rất là thích cái câu của bạn phúc khang còn ai nữa không À, rồi mai mốt kia gì đó có thể sẽ sẽ có ngày mai còn để ai nữa không năm sau tháng tới năm rồi ai nữa không ạ à? à tí con làm của bạn phạm thân gia khanh ờ à, cái này là hàm ý tương lai này mấy con tí con làm được thầy chịu cái này không hề có chữ sẽ phải không nhưng mà cái chữ tí con làm nó đang mang ý nghĩa là trong tương lai đây có bạn Hồ Phạm Diệu Anh cho thầy cái chữ là chữ sắp. Trời quá hay con. Quá là hay. Sắp. Đúng rồi, sắp tức là sẽ làm trong thời gian gần. Trời ơi Lê Bảo Ngọc hơn quá đúng bạn dùng chữ gì con biết không? Một từ Hán Việt được mang tên là dự kiến. Ôi trời ơi quá hay con ơi quá là hay Giang Ngọc hơn. Tụi con chuyên văn hả gì vậy? Chuyên văn hả? Chuyên văn hả? Rồi dự định đúng rồi, Gia Bảo có chữ sắp nè, đúng rồi. À bạn Thái Gia Khang có cái chữ muốn, thầy cũng thấy đúng. Đúng nha. À, tụi con cho thầy hỏi sơ sơ một chút xíu trước khi thầy bắt đầu nè, là uh, thầy thấy bên thầy nó hơi lắc, á. không biết tụi con nghe thầy có rõ không, nếu rõ có thể bấm nút giơ tay được không? Tụi con uh, nghe thầy nói có rõ không ta? Rõ mấy đứa? rõ không vậy? À rõ đúng không? Ok. Cho số bên thầy nó lắc quá trời lắc luôn. Trời, cứ tầm giờ này là nó lắc. Rồi có bạn Ngọ Ngọc Khánh nói là dự tính quá đúng luôn. Phương Thảo chưa đúng không? Ok còn ai nữa? Ngày mai Minh Hà sắp dự kiến đúng rồi. Đó đó là những hàm ý tương lai đó con. Ai nữa? Ai nữa? Sao mà lắc dữ vậy nè trời? Không biết tụi con có bị lát không nữa. Lát nữa, đúng rồi. Ai nữa nè? Đó, một lát nữa. Ừ, gì nữa không? Rồi, gì nữa không? Gần. À, bạn Hoàng Phương Linh có cái chữ gần. Gần, chẳng hạn như là... Mẹ ơi! Uh, gọi là gì đó? Mẹ nấu cơm xong chưa? Xong mẹ nói, gần xong! <laughs> Tức là gì? chưa là chưa sao trong tương lai chứ còn gì nữa rồi minh ngọc xíu nữa nè rồi mốt đi bơi <laughs> không okay. chuẩn bị ờ à, được chứ chuẩn bị được nè tôi chuẩn bị đi du học có phải là hàm ý tương lai không mấy con rồi chốc nữa chút nữa của minh khang với gia hưng đúng luôn à, xí đúng rồi đó mấy con rõ thấy chưa thấy chưa hiểu chưa hiểu chưa rồi giờ hiểu, hiểu, hiểu chưa hiểu chưa nào hiểu về cái hàm ý tương lai chưa rồi ngọc lân chữ chút đó ok hiểu chưa? có hiểu hàm ý tương lai là gì không con? tức là không phải là chữ sẽ nhưng nó vẫn nói về tương lai nè. sắp, dự định, dự kiến, chuẩn bị uh, gì nữa, uh, gần, vân vân. Ai hiểu rồi comment chữ ok cái coi. Rồi những bạn mới vô bữa đầu tiên đó, tụi con ai mới vô nhớ nói thầy biết nghe không? Uh, thầy thấy có nhiều cái tên mới lắm mà thấy chưa ngồi lên. Ok ha, yes. Vậy thì bây giờ mình cùng nhau đóng băng hả? Không phải, mình cùng nhau bắt đầu bằng việc chơi trò chơi này đây. Ten 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 ten. <laughs> Sao? <cười> rồi Vinh Danh thầy thấy câu hỏi của con rồi nha, từ từ thầy sẽ trả lời ha. À, để để thầy à, theo cái mạch bài à, con giữ lại cái câu đó đi một lát nữa thầy sẽ trả lời sau còn nếu hôm nay không trả lời được thì con cứ giữ cái câu đó bữa sau con hỏi hai khi nào mình học phát âm con hỏi cái câu đó rồi mấy đứa chúng ta cùng nhau chơi trò đua ngựa để coi hôm nay lớp mình sẽ có về đích được hay không theo mấy con hôm nay mấy con có về đích được không yes or no có không vậy nó nghe nè ai mới vô nhắc lại ai mới gặp tôi lần đầu tiên thì hãy comment cho tôi biết bài hôm nay khó lắm đó. Rồi bấm chữ go nha, mình đi nào các con cùng nhau làm giúp thầy câu số 1, câu phát âm hai 3 vô. Để coi. Để coi coi kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến chỉ sau chưa đầy 10 giây mà tôi đang nhận được trên 99 câu trả lời từ các bạn trung học cơ sở nâng cao. Điều đó làm cho tôi có hai luồng cảm xúc. Luồng thứ nhất đó là cảm thấy quá là hạnh diện. Bởi vì có lẽ các bạn ấy làm câu này dễ như trở bàn tay nhưng một luồng cảm xúc thứ hai đó chính là tôi có một sự quan ngại nhỏ vì tôi nghĩ rằng một số bạn nhanh nhưng không có chắc à, ông bà ta có câu chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu đó, cho nên tôi quá là lo lắng Vậy thì để coi coi Ai sẽ là người nằm trong top 10 chú ngựa Vượt qua ngưỡng đầu tiên Các bạn hãy xem đây Câu này là đề thi thật đó Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 <laughs> à, Tỉnh Đồng Nai đó con được không? Và chúng ta coi nha. Um, chọn từ có phần gạch dưới, phát âm khác với những từ còn lại. Con hãy luôn nhớ rằng, dạng câu hỏi kiểu vậy, trong đề thi vào lớp 10, chắc chắn có. Và trong những cái câu như vậy, thì cái câu tận cùng đuôi y đi, rất có thể có ba cái câu này là lúc nào nó cũng sẽ rơi vào một trong ba này mấy con một là e cơm hai là tận cùng s ba là tận cùng id đó các con suy nghĩ thêm mười ba mươi giây nữa thầy sẽ hướng dẫn ba mươi giây suy nghĩ bắt đầu Rồi chưa? Ok, mới câu đầu tiên thôi nha, chúng ta còn rất là nhiều thử thách phía trước. Cho thêm 30 giây nữa cho các bạn. Thật ra 30 giây đó là để thầy uh, xử lý chút xíu. Rồi, thôi mình giải quyết câu này đi mấy con nha. Rồi, uh, những câu tới thì các con lại suy nghĩ tiếp. Now let's go. Đây là những câu có đuôi id Oh, wait, please, wait, wait, wait. À, lớp mình đợi thầy một phút nha. Thầy giải quyết cái này chút xíu. Tại vì nó nó hơi bị trục trặc về phần kỹ thuật. Đợi thầy một phút nha. Mấy con đợi thầy chút. Xin chào, xin chào cả lớp. Thầy đã quay lại với các con rồi đây. ok. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy là à, đỡ hơn rồi, à, mượt mà hơn rồi. Tận cùng là đuôi ID chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu cách đọc. Xin mời tất cả các bạn mở micro và nhắc nhắc dùm thầy nha. Cùng với thầy nào. Có bao nhiêu cách đọc vậy mấy con? Bao nhiêu cách đọc vậy? À, 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 à. à, Đó chính là ba cách đọc mấy con nha đuôi ID này. Một, đọc là âm t, âm t. Các con nhá, âm t. Hai, đọc là âm id. Và ba là đọc là âm D. Bạn nào chưa biết thì bây giờ biết. Bạn nào không nhớ được tất cả những cái này trong hôm nay thì từ từ sẽ nhớ. Thầy sẽ cứ nhắc đi nhắc lại hoài mà thôi. À, âm đuôi ED đi sẽ được đọc là âm đ. Nếu như đằng trước nó là... Là gì ta? Đâu hỏi các bạn có còn nhớ cái câu thần chú đó không? Trước đó là gì? Cố xin không trả chị em xin không chở chị em sinh. Rồi, nói nghe nè. SH phố sinh không chở chị em song sinh nha Còn ông Sáu giỏi chạy xe SH là Thêm IS vào số nhiều Trời ơi, đừng lộn nha SH nè Phố nè Sinh Không Chở Chị em Song sinh Rồi không sao hết Không có sao hết Bạn nào không biết từ từ sẽ sẽ biết thầy cứ nhắc hoài luôn Vậy ha, nếu mà đọc là it thì tận cùng nó là gì vậy mấy con? Ai biết nào? À, Sáu là chạy xe SH không không không? Giờ, 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 giờ. Giờ Nào mấy con nhớ nè, đừng có nhầm nha Ông Sáu giỏi chạy xe SH đó là gì con? Đó là những cái từ, những cái chữ mà khi một từ tận cùng là như vậy đó Ông Sáu nè, giỏi nè, chạy nè Xe sh có nghĩa là khi chúng ta thêm số nhiều á chúng ta cộng với is nha nhớ ông sáu giỏi chạy xe sh là quy tắc biến thành số nhiều chứ không phải quy tắc phát âm đuôi y đi nhớ nha coi chừng nhầm không sao hết các con được quyền nhầm ở trong lớp của thầy chứ đừng nhầm trong phòng thi là được nha tụi con cứ việc nhầm thoải mái thầy sẽ nhắc con sai 10 lần Thầy sẽ nhắc cho con 11 lần Cho tới khi con nhớ mà thôi Không có gì hết nha Rồi nếu mà tận cùng là những từ còn lại Những chữ còn lại thì các con sẽ đọc thành đuôi Giờ Ủa đuôi đập đu, đập đu, 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 nha Rồi chúng ta cùng coi nè Đây để coi Trước ID là chữ K À như vậy là Là đây Không Phải không Đọc là âm t Do đó câu A mình đọc là Look Look. Câu B. Trước nó là âm giờ. Đây. <laughs> vậy thì này đọc là it con. Đọc hand. Thêm id. À, lộn thêm it. Đọc là handed. Handed. Rồi. Câu số 3. Câu C. Chữ chờ nè con. Chữ chờ là là chở đúng không đây nè đây nè chỉ chờ đây nè nó là âm tờ vậy thì ở đây chúng ta đọc là watched à. Tương tự SH này con Đọc là brush Tất cả những câu kia đều là Âm tờ chỉ có câu B là âm âm ít thôi Vậy chúng ta sẽ chọn câu B Bạn nào làm được câu này là đậu rồi đó Đậu cái câu này của đề đồng nai Rồi bây giờ thầy sẽ chúc mừng 10 bạn làm đúng và nhanh nhất nha Xin được hân hạnh chúc mừng Hồ Nguyễn Hiểu Linh 1, Nguyễn Minh Ngọc 2, Hồ Phạm Diệu Anh 3, Lê Minh Hoàng 4, Hồ Trọng Việt 5 Trần Nhật Minh 6, Đinh Lê Ngọc Lân 7 à, Lê Minh Hoàng 8 Nguyễn Phạm Bảo Thi 9, Lê Hoàng Ngọc là 10. Yeah. Và một bạn may mắn bất kỳ mà thầy chọn đó là bạn Nguyễn Đức. À, chọn đại à. Các con đừng lo, mình không phải là người đầu tiên, thì mình vẫn có thể là người được sướng tên. Và bây giờ chúng ta đã vượt qua được ngưỡng đầu tiên của cuộc đua. đó Và hồi nãy là bạn nào đầu tiên nhanh nhất quên rồi? Hồ Nguyễn Hiểu Linh phải không? Hiểu Linh nhớ nha, Hiểu Linh. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua câu số 2. Chuẩn bị nha. Hiện tại, gì vậy Aliza, gì vậy? Aliza chưa dứt mày bấm câu D rồi trời, ơi, Aliza thầy chưa hiện câu hỏi lên luôn á, Aliza. Nào mấy con bình tĩnh, để, đúng rồi đó Bình Minh, để cho nó công bằng, thầy sẽ khóa chat, khóa chat, khóa chat rồi, các con không có chat được nữa đâu. Đọc câu hỏi cho thầy đi, thầy cho 15 giây, sau đó thầy sẽ mở chat, bắt, 15 giây, bắt, đọc. 5, 4, 3, 2, 1, lên đi con ơi, đó, quá, trời trời ơi, chỉ trong vòng 3 giây đầu tiên mà 99, quá xuất sắc, học vậy thì mới gọi là học chứ đúng không, rồi, bình luận đi con, bình luận đi, rồi ha, bây giờ tôi đóng chat nha, tắt, rồi xong các con cứ việc bình luận tiếp nhưng mà đóng cái phần trách công khai rồi câu này là gì từ nào có phần gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại mà thầy đã nói với con rồi những cái câu dạng này trong đề thi vào 10 rất là phổ biến phổ biến nhất là ba câu nào tận cùng id tận cùng s hoặc ES. rồi gì nữa và tận cùng là e câm cho nên là ai mà không biết ba cái này đó thì phải đi học đều đặn đi thầy nhắc hoài luôn nha. Yeah. Rồi ở đây chúng ta thấy nó là đuôi S ha. Đuôi S thì có hai cách đọc con nhé. Cách đọc đầu tiên S đọc là âm s. Cách đọc thứ hai S đọc là âm giờ Bây giờ mấy con nhắc lại giùm thầy khi nào thì tận cùng S đọc là âm s. Mở mic lên đọc thần chú đi. Còn... Không, không, ừ. không tính <laughs> phí đúng rồi cà không phê không, phí. Đúng không, phí. Đúng không tính, phí. tính <laughs> phí đừng có ai sáng tạo quá dịch thành cà phê miễn phí nha sai đó nha không tính là không tính chứ phải miễn mặc dù nghĩa nó đúng nhưng mình đang đọc thần chú mà con đọc thần chú thì phải đọc cho đúng chứ cà phê không tính phí và nếu trước chữ S là những chữ còn lại thì âm S đọc là âm Z nha con. Rồi thầy minh họa cho mấy con coi nha. Nhìn cho thầy với cô A đi. Unit trước chữ S là âm tờ. Phải không? Chữ tờ này là cái gì đây? Đây. Tính. Thấy không? Do đó chữ S này đọc là S. Mình đọc là Units nên chỉ sờ ra thôi con. À, câu B, chữ P thấy chưa? Đây, phí. Ghê, yeah, thấy chưa, thấy chưa? Vậy thì sao? Groups, hiểu không? Rồi, câu C, chữ K này cứ vậy mà làm thôi. Đứa nào đi học đều là làm được hết mấy câu này, phải không? Chữ K này con, đây, K đây. Sao? Cũng đọc là sờ luôn, đọc desks. Còn chữ N, chữ N nó không có nằm trong cà phê không tính phí, nó nằm trong những phần còn lại. Đọc là âm giờ. Nghe thầy đọc nè. Lessons. Lessons. Chọn câu D nha mấy con. Đây là đề thi tuyển sinh vào 10 Hà Nội đó. Đề thi thật đó. Chứ không phải thầy chế ra đâu. Rồi, xin được chúc mừng 10 bạn như sau. Một Nguyễn Đức. Giỏi lắm Nguyễn Đức. Số 1 hai Lê Minh Hoàng ba Hồ Nguyễn Anh Thư bốn Đào Phi Yến năm Nguyễn Phương Linh sáu Trần Nhật Minh bảy Hồ Phạm Diệu Anh tám Nguyễn Diệu Linh chín Dương Minh Đạt mười Nguyễn Phạm Bảo Thi đó top mười đó còn bây giờ là một bạn may mắn bất kỳ mà thay được gọi tên từ hệ thống máy tính của chúng tôi xin được chúc mừng bạn chúc mừng bạn nào đây trời ơi trời, à, nay Ngọc Lân làm chậm ha Ngọc Lân hạng thứ mấy chục luôn ha đi học đều vô nha con đó là bạn Phan Quang Minh à, một bạn một bạn thầy chọn đại đó rồi rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tiến tới câu số 3 không biết này có con có kịp chinh phục 10 ô của con ngựa không nữa à? nào mình cùng đi qua câu số 3 thôi đó, bây giờ mở nha. Hai ba vô. Trời ơi, chết rồi không kịp khóa chat rồi Diệu Linh con nhắc chậm quá Diệu Linh Mà thôi Câu này liên quan tới hồi nãy bạn Vinh Danh hỏi thầy nè Vinh Danh con còn ở đó không Thầy sẽ trả lời câu hỏi của con đây Ủa Sao nãy lẹ lắm mà giờ 30 giây rồi mà mới có 77 người chọn vậy À, chắc là câu này khó đây. Rồi. Thôi các con cứ cứ chọn. Thầy sẽ hướng dẫn. Hồi nãy Vinh Danh hỏi thầy làm sao biết được cái âm nhấn đúng không? Nó có cái quy luật. Thầy sẽ gửi cho cho Vinh Danh và cho các bạn riêng sau giờ học. Nếu thầy quên, nhắc thầy một tiếng nghe. Mấy cái này thầy có trong hết rồi mà. Đúng không? Còn... Nhưng mà con biết làm sao không Vinh Danh và các bạn Thường đó trong đề thi lớp 10. Tức là đề thi vào lớp 10. Mấy cái luật đó không có xài được. Thí dụ, thầy nói ví dụ thôi này Vinh Danh và các bạn. Người ta nói rằng trước chữ sần là mình sẽ nhấn vô đúng không con? Đó, giống như hồi nãy cái chữ đầu tiên trong bài đó, cái chữ mà implication, con nhớ không? Bạn nào mà vô từ đầu chương trình sẽ thấy đó là thầy có cái chữ là future gì đó. Im, play play nè, đó. Sao? K okay. Sên đúng không? Và thấy chữ sên là mình sẽ nhấn vô đằng trước nó, đó là một một trong những cái luật mà thầy định gửi cho mấy con. Mình đọc là implication. Nó lại vậy. Thầy sẵn sàng gửi cho con những cái quy luật này, nhưng mà thầy vừa nói đó mấy cái luật đó không có áp dụng được trong bài thi con 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 nhìn coi con nhìn vô mấy cái câu này đi con có thấy cái chữ nào mà có chữ sần ở cuối không thường là không có không? mấy cái chữ sần nó thường nó sẽ dài mà trong đề thi vào lớp 10 thường ta cho mình từ có hai âm tiết cho nên là tụi con thường không có áp dụng được thường là không được cho nên lời khuyên của thầy là đi học nhiều đi từ từ con sẽ làm được hết nhưng thầy có một cái uh, mẹo cho mấy con như này thường á danh từ thì nó nhấn âm 1, động từ nó nhấn âm 2. Nhớ vậy nha. Cứ nhớ danh từ là thường được nhấn âm 1. Nhưng mà tất nhiên rồi con, cái gì nó cũng có ngoại lệ. Nhưng cái này đó là thầy chỉ cho tụi con cái mẹo để gì? để mà khi tụi con không biết đâu mà lần thì đánh đại cùng chung phần trăm hiểu không rồi bây giờ trong phòng thi rồi mình không có còn nữa, hả? nhớ gì nữa thí dụ thí dụ vậy xui lắm là mình không biết làm có đó thì thôi phải đánh thôi chứ sao cái xác suất này nó đúng cao nè danh từ là nhấn âm một thầy nha humor hiếu hài hước, đây là một danh từ đó con. đọc hiếu mờ. Parade là diễu hành, đây là động từ. Diễu hành là một động từ. Đội quân đang diễu hành ví dụ vậy. Describe cũng là một động từ, nhấn âm hai. Phải không? Prefer cũng là một động từ, đó là ưa thích, nhấn âm hai. Còn hiếu mờ là danh từ, nhấn âm một. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu A. Thầy biết là các con đang thắc mắc. Thầy ơi, làm sao con biết được một từ là danh từ hay động từ mà con biết nó đặt dấu nhân ở đâu hả thầy? Câu hỏi quá xác đáng luôn. Cho nên, biết thì làm được. Còn không biết là không có cái mẹo nào hết con. Rất tiếc. Cho nên tụi con chỉ có phải đi học đều đi học đều thôi à chứ có đi học đi học, học 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 nữa học mãi bạn mình đi học hàng ngày còn mình mình không đi học mình ngồi mình chờ cái mẹo thì làm sao mà bằng bạn mình được cho nên thôi cái câu này tụi con ráng đi học nha rồi bây giờ thầy chúc mừng các bạn nè câu a nha câu a nha một lê trần hữu phúc hai đặng nguyễn ngọc anh ba hồ trọng việt bốn đinh bảo trâm năm đinh lê đình nhi sáu thái gia khang bảy thành nhân Ben 8 Tống Hà Linh chính Thái Trần Gia Bảo và 10 là Đỗ Thiên Phục. và một bạn may mắn bất kỳ thì muốn được chúc mừng đó là bạn à bạn 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 bán bạn, bạn... Nguyễn Minh Châu chọn đại. Giờ tụi con có thắc mắc khúc mắc gì không? Đây là đề thi tỉnh Đồng tỉnh Đồng Nai phải không? Ờ à, tỉnh Đồng Nai đề thi thật đó nha mấy con. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với câu số 4. Có ai hỏi gì không? Vinh danh, thầy trả lời vậy con thấy ok chưa? Có Cô... ý? Quên, bấm này chứ Rồi, câu số 4 bắt đầu Đây Đây là câu hỏi từ lĩnh vực giao tiếp Đúng rồi, Phương Anh à, Cho mấy con 30 giây đọc chuẩn bị mở lên thôi thôi đọc đọc vào quá quá trời wow trần đình quy hoàng bây giờ thì thầy đã thấy con ngồi lên rồi đó nguyễn đình an nữa nè nguyễn đình an là người đầu tiên làm làm nhanh nhất đó các bạn nguyễn đình an đó thấy không đây là lần thứ khoảng thứ hai thứ ba vậy đó thầy thấy tên của đình an thầy năn nỉ mấy con luôn ra vô lớp học đều dùm thầy đừng nghỉ và tương tác vô quá quan trọng không phải là để thầy nhớ tên tụi con mà là tương tác đi lỡ mà mình làm sai mình có kinh nghiệm ha câu này thuộc lĩnh vực giao tiếp mấy đứa hãy chọn abcd trên phiếu trả lời để chỉ ra câu đáp lại phù hợp nhất cho cái đoạn trao đổi sau. Bạn Peter, bạn nói rằng chúc mừng bà. À, bạn Peter kêu bạn Daisy bằng bà, tại vì hai bạn là bạn thân với nhau. Daisy kêu Peter bằng ông, Peter kêu Daisy bằng bà. <laughs> chúc mừng bà, bà làm tốt lắm. You did well. Đây chúc mừng nha mấy con. Nhưng mà sao thấy nó cứ ừ, sao nhỉ? Không biết sợ là miệng chúc mừng nhưng mà trong lòng biết có vui hơn nữa rồi drama tí xíu nha mấy con chúc mừng nha con you did well bạn làm tốt lắm vậy thì khi mà người ta chúc mừng mấy con người ta dành cho mấy con những lời chúc tốt đẹp những lời tốt đẹp chứ không cần phải là chúc thì con làm gì câu a dịch ra là không sao đâu không sao đâu có nghĩa là đừng lo không sao chứ rồi không sao đâu nha câu b is my pleasure là đó là niềm vinh hạnh của tôi niềm vinh hạnh tức là tôi rất vinh hạnh Dịch từng chữ là nó là niềm vinh hạnh của tôi nha mấy đứa Nhưng mà thầy không thích ghi như vậy Tụi con lớp nâng cao, tụi con giỏi Thầy không có thích dịch từng chữ như vậy Thầy muốn tụi con dịch một cách rất tự nhiên Tôi rất lấy làm vinh hạnh nha Tôi rất vinh hạnh Trời ơi, trời ơi Tôi rất vinh hạnh Viết tắt nha, sao mà nó chậm quá vậy nè Rồi, còn câu C là gì? Không có chi You're welcome. Không có chí. Còn câu D là It's nice of you to say so. Nghĩa là bạn thật tử tế khi nói thế. Bạn thật tử tế khi nói thế. Thầy xin phép không ghi. Bởi vì ghi nó mất thời gian quá. Các con về coi lại video sẽ biết thầy nói câu D là cái gì. Bạn thật tử tế. Bạn thật tốt khi nói thế. Vậy thì khi người ta khen mình, mình cứ đáp lại câu này cho thầy ha. It's nice of you to say so đây là một sự khiêm tốn đó mấy con và sẵn luôn thầy chỉ cho mấy con bài học giao tiếp tất nhiên đối với bạn bè của mình thì mình muốn nói sao nói phải không nhưng mà đối với những người mà mình cần giữ một cái mối quan hệ tốt đẹp mình phải giữ kẻ. khi đó ai khi khi có ai đó khen mấy con mấy con nhớ nói là uh, đó, cô quá khen chú quá khen phải không Chú quá ưu ái con rồi. Cô quá ưu ái con rồi. Cảm ơn cô chú đã khích lệ con. Đó là sự khiêm tốn đó mấy con ạ. À. Mình không được tự đắc là mình giỏi. Mà mình phải học cái bài học giao tiếp của phương Tây. Đó chính là người ta khen mình là do người ta quá ưu ái mình. Người ta mới khen mình. Đây con hiểu chưa? Đây là bài học giao tiếp nha. Ai cảm thấy ok thì comment chưa ok cho thầy. Rồi chúc mừng các bạn sau đây nha. Bạn Nguyễn Đình An. Một. Aliza 2 uh, Nguyễn Phan Thanh Tú 3 Anh Thư 4 Minh Hoàng 5 Tâm An 6 Nhật Phương 7 Huy Hoàng 8 Phúc Nguyên 9 Và Nhật Minh là 10 uh, Một bạn may mắn bất kỳ đó sẽ là bạn uh, Đỗ Nguyên Khoa À Đỗ Nguyên Khoa như con cũng mới đúng không? Thầy mới thấy mấy tên con là Đỗ Nguyên Khoa Được không? Được không mấy đứa? Được ok ha? Ok that's very good Ok that's fine Thank you. Ê trời ơi Sao tụi con bình luận gì vậy? ghê ghê Thiệt luôn á ở đây có bạn uh, Nguyễn Trần Phúc Khang làm lớp phó kỷ luật không? Các bạn im lặng đi, phải không? <laughs> mấy đứa khi thầy giảng bài đừng có chat bậy bạ nghe, đừng có chat lung tung em. Đừng có chat lung tung mấy con. Như vậy nó sẽ rất là là sao? Bất lịch sự đúng không? Người ta đang nói rồi mình nói là về ai nghe ai? Phải không? Ok, thôi cảm ơn mấy đứa. Lần sau thầy sẽ chuyển sang chế độ riêng tư. Shy. đây là đề thi tỉnh Bến Tre đó nghe Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ô oh, số 5 nè mấy con Qua ô số 5 nha Go Rồi, mở lên, giờ tắt chat nè Tắt chat, tắt chat, tắt chat, tắt chat Lên nè Ui, sorry Đây, lên Làm đi Chuẩn bị, ôi câu này dễ quá Câu này cho 10 giây suy nghĩ chuẩn bị bắt đầu ừ. bữa nay mới thấy Nguyễn Đức tích cực theo Nguyễn Đức vậy là rất tốt đó con à, thầy biết là có thể bình thường con cũng tích cực nhưng mà chắc là thầy không thấy <laughs> à, nhưng mà hôm nay thì thầy đã thấy được cái sự tích cực của con rồi mấy đứa Câu này là thì tương lai một thì tương lai vô cùng dễ dàng. Chỉ có cấu trúc thôi con. Linda sẽ 12 tuổi vào năm tới. Vậy thì cái này chắc chắn không chọn shall bởi vì sao? Nhớ giùm thầy. Chữ shall là chỉ dành cho chủ ngữ là I hoặc là we thì mới shall thôi. Rồi. Be going to cũng được. Nhưng với điều kiện phải chia. Linda thì phải là is. Được không? Đó. Câu này sai rõ ràng. Không thể chọn. Mà cho dù là is going to đi nữa. Thì cái chữ will nó cũng đúng hơn mấy con. Tại vì trong văn nói người ta thường dùng chữ will hơn là chữ is going to. Yeah. Rồi câu B mới đúng nha. Trời ơi buồn quá ha. Câu B mới đúng nha mấy con nha. Chúc mừng đoàn Trường Sơn, Nguyễn Đức, Nguyễn Phương Linh. 4. Nguyễn Diệu Linh. 6. Trần Đình Huy Hoàng. 7. Trịnh Thị Mai Hương. 8. Tâm An. 9. Minh Hoàng. Và 10. Là Hiểu Linh. Rồi. Trần Đình Huy Hoàng. Thầy nhớ tên con rồi đó. Và bây giờ thầy sẽ chọn lại một bạn may mắn bất kỳ từ hệ thống máy tính của chúng tôi nha. Đó chính là bạn... À, bạn nào đây? À, Đào Việt Thành. Ok. À, thầy thì vừa thấy tên của Đặng Hữu Thiên An nữa nè. Hello. Mặc dù con không có giới thiệu con là người mới Nhưng mà thầy thấy tên con mới thì hello con nha Now let's go to the next question Chúng ta cùng nhau đến với câu số 6 Chuẩn bị qua phần hàm ý rồi đó nha Rồi 2, ba, yo Lên luôn Câu số 1 làm liền. Câu số 1 mấy có mấy con làm câu số 1, chỉ câu số 1 cho thầy thôi. Và thầy chỉ vinh danh một người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất. Đúng một câu. Xong. Mấy con nhớ này. Hãy điền vào dạng đúng của từ trong ngoặc, xin phép khóa chat để các con tập trung nghe thầy nói. Lát nữa thầy sẽ cho các con chat tiếp nha. Tại vì thường á à, các bạn hay làm những cái câu bên dưới lắm không có nghe thầy nói. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nè. Câu số 1. Tôi thích màu đỏ, tôi yêu màu đỏ. Cho nên tôi sẽ lấy cái này. Lấy cái này là cái gì đố mấy con Bạn nào nhanh nhạy mở micro nói thầy nghe Câu này được nói trong tình huống nào vậy Tình huống nào mấy con Tôi sẽ lấy cái này nha Làm sao tự nhiên lấy cái này à, Đi à, mua à, đồ. 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 đồ Đi mua đồ Nhớ nha đi mua đồ như mấy đứa Dùng từ take Nhớ nha Khi mà con đã chọn xong hết tất cả mọi thứ rồi Con chốt Thì con dùng cho thầy chữ take Tôi lấy cái này nha Thế thì con thấy rằng là gì? Tôi yêu màu đỏ nên tôi sẽ lấy cái này. Đọc vô đây chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái quyết định chọn đồ của người mua. Quyết định được thực hiện ngay lúc nói. Và con hãy nhớ rằng một quyết định thực hiện ngay lúc nói chúng ta sẽ dùng từ will để phân biệt nó với một quyết định được lập ra trước lúc nói. Được không? Hay là gọi là dự định đó. Thì chúng ta sẽ dùng be going to. Ở đây dùng will check cho thầy nha. Và để bây giờ thầy coi nè. Tụi con ơi, tụi con thiệt là vội vàng. Đi đâu mà vội mà vàng mà gió phải đó mà vàng phải dây. Đây nè, hãy điền dạng đúng của từ trong ngoặc trời mấy đứa điền mỗi chữ will không là sai. Gửi bông qua đi bây giờ thầy à quên quên thầy đã khóa chết tụi con rồi lát tụi con phải gửi bông hoa nha để để coi ai là người là đầu tiên làm đúng trời ơi quá wow, trời toàn ghi chữ will không không ai ghi chữ tech hết cẩn thận dùm, cẩn thận mỗi tỉnh có một cái đề riêng ừ? lỡ như đề của tỉnh này là trắc nghiệm nhưng mà đề kia là tự luận sao điền dạng đúng là phải là will take mới đúng tôi coi dùng chữ will không là sai rồi lúc đó bị trừ điểm khóc ai bây giờ đúng không thầy thấy chỉ có mỗi lê hoàng ngọc nè đúng rồi đó đỗ thiên phúc phương linh đó aliza đấy hiểu linh đó 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 đúng rồi đó giỏi lắm yes could... à, và vân vân các bạn những bạn dưới ha vậy thì có lê hoàng ngọc là đúng đầu tiên nhanh nhất đó. chúc mừng con bây giờ thầy mở chết Các con này thầy câu số 2 if i had more time I chấm 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 read that book. Chuẩn bị. Go. Rồi thầy thấy bạn Lâm Phương rồi nha. <laughs> thầy thấy nickname của bạn Lâm Phương. Những bạn nào mà mới mới thầy phải đọc tên lên cho tụi con biết rằng tụi con không có cô đơn. Cho nên những bạn nào mà mới vô đừng có ngại gì hết. Cứ bình luận đi con. Chỉ có thầy đọc được bình luận của tụi con thôi. Mười giây nữa thầy sẽ khóa chát nha. Mười. Hết. Ok. Và bây giờ. Câu này. Nếu tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi tiếp đọc cuốn sách đó. Nếu tôi có nhiều thời gian hơn tôi sẽ đọc cuốn đó. Ở đây là câu với nếu này mấy con. Câu với nếu được gọi là câu điều kiện. Được không? Ở đây chữ have là đang sử dụng dạng quá khứ của từ have. Bạn nào mà chưa quen cái này không sao hết. Vô lớp cơ bản học, thầy giảng lại. nha yeah, Lớp lên cao thì thèm đi nhanh chút. À, chữ H này là V2 của chữ H, nha mấy con. Chứng tỏ đây là câu điều kiện loại 2. Bởi vì cấu trúc của câu điều kiện loại 2 là chủ ngữ cộng với V2. Cấu trúc nó là như vậy mà. Rồi, và nó là câu điều kiện loại 2 nhằm hàm ý rằng bây giờ điều này không đúng nữa chỉ giả định thôi chỉ giả bộ vậy thôi ví dụ người khi người ta nói if I had more time tức là bây giờ không có thời gian mình giả định một điều ngược lại trời ơi, phải gì mà bây giờ mà tôi mà có thời gian tôi đọc cái cuốn đó rồi sự thật là không có thời gian và đã không đọc vậy thì đã ha có điều kiện lại hai cái ý nghĩa là như vậy còn cấu trúc của nó thì dễ thôi tụi con không cần hiểu nghĩa mà thầy nói tụi con vẫn làm được đó là ở đây V2 thì ở đây phải là Word thôi Công thức, công thức có hết rồi Công thức mấy đứa ơi, công thức Ai quên công thức về Coi lại công thức, câu điều kiện loại 2 dùm thầy nha Word cộng V0 nha Vậy là Word Read Phải đúng cái chữ Word Read Ai ghi chữ Word không, thiếu Ngoài ra, bạn nào không ghi chữ Word Mà ghi chữ Could Vẫn sẽ được điểm Và bạn nào ghi chữ Might Cũng sẽ được điểm luôn nhưng mà thường đó là không có ai mà tới bước đó đâu ha. Tức là thầy không có lý do để trừ điểm mấy con nhưng mà thôi, cứ an toàn chữ would đi con người. Would read, could read, might read nào cũng được. Rồi, xin chúc, chúc mừng những bạn sau đây. Rồi Tống Hà Linh một và thầy nói rồi chỉ có một người thôi. Tống Hà Linh là người làm đầu tiên và nhanh nhất. Rồi, ok, bây giờ thầy mở chat cho tụi con làm câu số 3. Giờ này ngày mai tôi nấu đồ ăn trong bếp bắt đầu xong so... <laughs> rồi cái này biết thì là biết mà không biết là không biết đúng không thầy nói nghe nè giờ này ngày mai nghĩa là một thời điểm trong tương lai khi chúng ta diễn tả một thời điểm trong tương lai thì mình sẽ sử dụng thì tương lai tiếp diễn tức là vào giờ này ngày mai tôi sẽ đang đó. Sẽ đang nha Sẽ đang nấu ăn ở trong bếp đó. Đừng có gọi, đừng có kêu Đừng có réo, đừng có qua Tôi đang nấu ăn, tôi không có mở cửa cho bạn được đâu Và nhớ nha con Thì tương lai tiếp diễn Cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn sẽ là Will Be Cộng với lại Verb in Cấu trúc nó là như vậy Will be verb in ha vậy thì will be cooking mới đúng bạn nào mà chỉ có will be không thôi thì là sẽ sai hay là cooking không là cũng sai nha phải là will be cooking rồi và thầy chúc mừng bạn à, à, để coi để coi bạn nào chưa thấy bạn nào luôn không sao hết không sao chưa chưa thấy bạn nào à có một bạn rồi bạn phạm thái phương linh bạn duy nhất đầu tiên nãy giờ rồi các con cứ học từ bạn thôi ha hey. rồi thầy cho cái con làm câu số 4. câu này thì thầy không giải thích thầy chỉ ra đáp án thôi bởi vì nó hơi khó tính đến cuối tuần này anh ấy sẽ xong dự án ai làm được chỉ cần một bạn làm được là được chưa thanh tú chưa đức trí chưa được minh hoàng chưa được phần. rồi có rồi đó là bạn nguyễn tuệ nhi bạn nguyễn tuệ nhi đã làm đúng rồi mấy con ạ à? và nãy giờ chỉ mới là bạn làm đúng duy nhất rồi cái này chúng ta thấy chữ by nè con nó là biểu hiện của thì hoàn thành By là trước hay là tính đến tính đến cuối tuần cuối tuần nghĩa là mà giờ quyết cuối tuần này khi người ta nói câu này nghĩa là chưa chưa có tới cuối tuần phải không? chẳng hạn thầy nói với mấy con, hey mấy con, cuối tuần gặp, nha, gặp nhau nha. cuối tuần gặp nhau nha. thầy chỉ cần nói chỉ cuối tuần thôi, là tụi con hiểu là chưa gặp rồi, đúng không? thì đây cũng vậy, đây là một thời điểm trong tương lai và nó là tương lai hoàn thành, có chút phải là he will have finished, chỉ có bạn Nhi là làm đúng thôi, he will... tức là bạn Nhi làm đúng đầu tiên nhanh nhất, còn bây giờ thì thầy thấy một số bạn cũng làm đúng rồi nè, nhiều bạn làm đúng thêm. We'll finish nha. Rồi thầy không uh, nói thêm nha cái con cái này từ từ mình sẽ học tới. Nhưng mà thầy dự đoán đó thì đề thi lớp 10 cũng chắc sẽ không có cái này đâu. Cái này hơi khó. Cái này là thi chuyên thì có. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua cái phần hàm ý nè, nhanh gọn lẹ con số 7 nè. Nhanh 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 nha, nhanh nào nhanh nào nhanh nào. Rồi con số 7 nha. Đó, đợi. Hàm ý đó mấy con chọn cho thầy đi ở đây là next year là tương lai nhưng mà con coi coi không có will gì hết trơn không có going to gì chưa vậy thì chúng ta phải chọn được cái câu nào mang hàm ý tương lai chuyển đến New York sống vào năm sau Sao? Chắc chắn bỏ câu C. Trời ơi quá khứ rành rành ra đó con ơi. Chắc chắn bỏ câu D hiện tại hoàn thành, bỏ luôn. Trong tương lai sao gì hiện tại hoàn thành phải không? Đây còn câu A là tôi đang nghĩ về việc. Còn câu B đây là cấu trúc tôi sắp. Tôi sắp nha con, be about to là sắp. Còn I'm thinking about là tôi đang nghĩ về việc. Tôi đang nghĩ về việc uh, chuyển đến New York sống vào năm sau. Hay là tôi sắp chuyển tới New York sống vào năm sau. Về mặt ý nghĩa, cả hai đều hợp lý. Cả hai đều hợp lý hết. Nhưng mà về mặt ngữ pháp thì không. Câu A sau chữ about, sai cho thầy verb in. Câu B, sao chữ to sai cho thầy V0? Rồi, chọn đi mấy con. Chọn lại đi, nhanh lên. Chọn câu nào. Giỏi lắm, đúng rồi đó, giỏi. Câu A nha, tôi đang nghĩ đến chuyện chuyện tới New York vào năm sau. Nếu con muốn xài câu B, tôi sắp chuyển. Phải là I am about to move. Không phải moving. Rồi, chúc mừng bạn hồ trọng việc là bạn làm đúng đầu tiên và nhanh nhất và rất nhiều bạn khác cũng làm đúng luôn. Chúng ta cùng nhau đến với câu cuối cùng ngày hôm nay mình không đến được với câu số 10 thì cũng đến được với câu số 8. Được 80%. Nào let's go các câu Đây. Đó. Chọn đi. Câu nào dưới đây đồng nghĩa, gần nghĩa nhất với câu tôi sẽ tốt nghiệp sớm thôi. Tôi sẽ tốt nghiệp sớm thôi. Câu nào? câu nào vậy wow lớp mình giỏi đó phần lớn đều trả lời đúng chỉ có số ít là trả lời sai thôi phần lớn trả lời đúng rồi tôi sẽ tốt nghiệp sớm thôi câu a là tôi sẽ tốt nghiệp rồi Ủa? tôi sẽ tốt nghiệp sớm thôi với tôi sẽ tốt nghiệp rồi không liên quan cũng được xong tôi sẽ tốt nghiệp rồi làm sao Tức là Thí dụ Ê bà Hai năm nữa Tôi với bà vô căng tin Ngồi ăn mì gói với nhau không Cái mình quay qua nhìn nhìn nó Giờ tôi với bà lớp 8 Hai năm nữa tôi tốt nghiệp rồi Còn đâu nữa mà vô căng tin Đó Tôi sẽ tốt nghiệp rồi là như vậy đó Đâu phải là tôi sẽ tốt nghiệp sớm đâu Không phải, không phải yeah. Câu B tôi sắp tốt nghiệp Nãy thầy nói con có nhớ không about to có nghĩa là sắp à, Vậy thì đáp án câu nào mấy đứa Tôi sắp Tôi sẽ tốt nghiệp sớm với tôi sắp tốt nghiệp là một đúng không Câu B Câu C Tôi đã tốt nghiệp rồi là trong quá khứ luôn á Trời sai bét luôn Từ tương lai mà thành quá khứ luôn Con làm Doraemon hả Cổ mấy thời gian hay gì còn câu D, tôi có thể tốt nghiệp sớm. Ủa đâu ra? không có nói sao sao tôi có thể tốt nghiệp sớm được được không từ từ thầy sẽ hướng dẫn cho con thêm nếu như con còn thắc mắc cái câu đen này cũng hơi khó đó nhưng mà rồi vậy thì hôm nay chúng ta đã cũng làm được hai câu về hàm ý ha rồi hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau nha tạm biệt mấy đứa nào see you next week day, chào chào bye chào hey, thầy xin chào James ám giờ nha thầy like bye bye James